Dạ em Vũ với anh Hưng xin chào anh em nha. Chào anh em. Dạ, hôm nay mấy anh em mình lo mấy cặp Mông City ra quay cho anh em xem. Thì được còn có mấy cặp à. Nói chung hàng này giờ khó lắm. Thì anh em chở hàng là tuyệt vời. Cái độ cứng là bao cứng luôn, bao cứng với những cái mâm khác luôn đó. Sẽ vượt trội hơn cái mâm lửa hái 6 cây đôi á. Ba cặp 6 cây. Cứng lắm. Thì hôm nay những cái mâm này á thì bán cái giá là sẽ xả hàng. Tại vì mình mua về số lượng nó sẽ có những cái đẹp nào là bán giá cao một chút, còn mà cái nào nó hơi kém thì sẽ xuống một chút. Nói chung là vậy, thì tiền nào của đó. Thì anh em xài hàng cũng biết đó. Cái lồng tambour này không có bị hơi sọc thì đã cho thợ vớt rồi ha. Thì giờ là im, người ta đã đo bố vọng là đưa vô ok rồi. Đó. Còn mặt đạn zin nè, nước sơn zin theo xe theo mâm nè. Nó nhiều cái nó cũng còn sáng để cho này mà quay về lại chuẩn hơn. Đó. Cái này này thì dơ nó. Nói chung tất cả ở đây đều sơn zin không à, không có ấy, chỉ là làm cái lồng lưng bật đạn này, cái lồng tambour là thôi. Đặng cho anh em để vô bố cho nó vừa, nó không còn cọt kẹt nữa. Lúc xưa người ta là xài á, nó bị sọc. Vậy thôi. Đó thì một cặp này coi là cặp số 1, cái giá là 1,6 triệu không bao ship. Thì anh em có mua về chở hàng này kia không có má đùm nghe, có bật đạn này, ống chỉ zin theo xe nè. Đây là cái bánh trước của nó đây. Đó. Này này có muối theo năm tháng là chuyện bình thường, nó hai mươi mấy năm rồi, năm 1996 tới giờ 95 96 giờ đó. Nó bán thì bao quanh bao dẹo cho anh em, giờ cho anh em chữ lắp má đùm thọt cốt ngay là chạy thôi. Bao quanh bao dẹo. Đó. Còn lòng cái này là không có vớt nha, cái này bánh trước ít khi nào mòn, nó có bánh sau nè, mòn hoặc là sọc là đã vớt cái lòng tambour lại rồi, làm cái lòng làm tambour lại luôn. Cái này má đùm lớn nha, ở bên trong ở ngoài sau thì má đùm nhỏ, nó xài chung với Supreme á, nó xài chung với tem lửa rồi đó. Thì giờ anh em mua cặp má đùm để vô là xài, ở đây bán là không có má đùm, nó gành ghẻ cho anh em vậy đó ha. Năm 1997 mâm này 97, có mâm 96 95 này đủ thứ. Rồi thì em nhảy qua cái mâm khác đây ha, mâm số 2 cũng đang chào khách. Thì em sẽ nhảy qua cái mâm số 3. Thì nãy số 1, đây là số 3, đây là cái bánh sau của số 3 nha. Chỗ này nó hơi mớp chút xíu nhưng mà cái này đâu quan trọng, nó quan trọng cái bánh này thôi. Dạ. Chứ đâu có quan trọng cái này. Tranh thủ. Nó chưa có bể nên nó còn dính thịt. Dạ. Chiều 3. Số 3 là chiều gử. Chiều gử nghe Nam, chiều gử. Nước sơn rin. Dạ, nè, cứ vớt cái lòng tambour lại nè ha. Cái này là cái gì bởi bạc đạn à, cái này đóng bạc đạn ra. Cứ vớt cái lòng tambour lại, cái này là lòng lưng bạc đạn, cái này là cái bạc đạn. Vớt tambour lại cho nó đừng có sọc. Để bố vô mình chạy đừng có kêu két 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 đó. Mâm City Dalim. Made in Korea. Nước sơn zin. Cái này chịu gửi 1 cặp nha, một cặp. Đó. À nó có cái chân giòi nên em muốn xài vỏ có ruột cũng được mà không ruột cũng được. Đây là cái bánh trước cái mâm số 3 đây ha, chung. Đó. Cái này còn đẹp nè, cái này không có vớt ha. À, cái bánh trước ít hình nó vớt, bánh trước người ta thắng tay nào vớt lắm. Made in Korea. Dalim. Thì có mâm đóng Made in Korea, có mâm không đóng anh em, đó chuyện bình thường. Mâm này không đóng nè. Nha, có đóng đa liêm này kia. Đó chuyện bình thường thôi. Rồi tiếp theo là cái mâm số 4. Có lỗng mình. Lỗng mình đây nè. Lỗng mình bật đạn ha. Ừ. Giá 1,4 triệu ha. Lỗng cái nào, lỗng này ha. Bên một. Bên một. Đa số là nó sẽ lỗng bên đây. Rồi có khi nào lỗng bên đây, nó cái lại lỗng lên bật đạn mình có xây chưa? Sao thấy có gì đâu? Không, nó nhẹ thôi. Thì anh em muốn kỹ im đó, thì về đóng bạc đạn này ra chim mấy cái nắp bia vô, vỏ cái da bia đó chim vô rồi đóng cái bạc đạn lại. Dạng mình đóng ra cái độ nhẹ mình nước sơn zin nha. Đó anh em coi ha, còn sáng chân bên đây không có vớt không, cái lòng không có vớt, không có vớt, cái này là còn zin nè. Triệu tư nha, cặp này cặp số 4 triệu tư. Để coi quay cái bánh trước cho anh em xem. Này nè, chạy ha, chạy.
chày đó, vô vận chuyển nha, vô chạm nè. Cái này không có vớt vẫn còn ghim nha, lần tao mua vẫn còn ghim. Này không có bật đạn này luôn hả? Để mình đóng vô cho người ta. Đóng đầy đủ. Năm này đời 99. À liệp. Thì xin nhắc lại là bao quanh dẹo. Rồi còn mấy cái khác là em tả chính xác nha. Ví dụ cái mâm này có lõm luôn bật đạn này, nhưng mà cái giá nó sẽ là con triệu tư thôi. Thì đa số anh em ta khi mà ta có xài, ta giờ ta đóng bật đạn bỏ chân, ta vô bật đạn xịn lại, nó xòe cho ok. Đôi khi ta chở mấy trăm ký mà chuẩn bị cho nó chắc chắn hết, ta mới vô xe. Rồi cặp số 2 này quay luôn đi. Quay luôn ha. Quay luôn. Nói anh em có mua thì chọn con số nha. Thì quay lại cặp số 2 là chịu gửi nha. Chịu gửi. Cặp số 2 chịu gửi. Cái này tambo này chưa vớt ha. Bật đạn còn ghim. Không chày, không mẻ, không bể nha. Bánh sao. Sao đó, chung với cái bánh sao ha. Đó, anh em coi. Mâm số 2 giá chịu gửi, tiền ship anh trả không bao ship nha. Quan trọng là cái độ cứng cáp, không quanh dẹo đơn giờ chở hàng thôi. Rồi ok, mâm số này ok, vậy hết hả? Còn một cặp số 5. Vậy là hôm nay quay 5 cặp mâm City nha bà con. Đây là bánh trước nha. Chịu 6 nha. Có xương phở hả? Ừ, nhưng mà tổng ca vẫn còn xương dinh nè. Xương dinh trong đây hả? Ừ, đó, cái này nồi mặt dinh rồi đó. Cái này là phở chỗ này đó ha. Ừ, đó, mình trùng chứ. Giống như người ta sơn nhám xịt vô ha. Ôi, sơn xám hả? Ừ. Ta xịt xám vô phở ha. Ừ, nhưng mình tụt cái xương dinh đẹp rồi. À. Quan trọng là còn cứng cáp, anh em mua về chở đồ mà. Làm combo này ok ha. Bật đạn lâu quá bạn mua bò cứng ngắt. Đưa cho anh em chạy bò nó mới chơi mới ấy ra được. Đa lên. Rồi cái đây là cái bánh trước nha. Cái giá là 1.6 triệu hả? Mâm này đẹp nhất hả? Cặp này đẹp nhất hả? Này là số 5, này cặp đẹp nhất là 1.6 triệu. Này sơn ghim. Coi bánh sao này. Anh em coi bên đây trước đi. Để lật lại. Mâm số 5 giá 1.6 triệu, cao hơn mấy cái kia. À, tambo này có sọc vớt, đưa cho máy vớt miếng này nè ha. Ok. Để cho giờ anh em chạy nó không bị thắng là không kia két cái két á. Vấn đề đó đó. Rồi nó sơn ghim đẹp nha. Ok ha, sơn ghim đẹp. Mầm này cũng đẹp ha. Không có chip code à. Là tiền ship bên anh. Rồi ok, 5 cặp mâm City về đây nha. Chúc anh em nhiều sức khỏe. Xin chào ha.